Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 11 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập ngôn ngữ khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 11 này, bạn Minh Đức sẽ hướng dẫn các bạn luyện combo thứ 2. Xin mời bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh combo thứ 2. Combo này thì được tạo nên từ tất cả những động tác mà chúng ta được học truyền côn ở clip trước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình đánh thử trước một lần nhé. Được. Combo thứ hai. Để thực hiện combo này thì chúng ta đầu tiên này, cầm côn ở giữa thân côn, đưa côn về thế thủ cơ bản. Tiếp theo chúng ta truyền côn qua nách 2 lần. 1 này, 2 lần. Sau đó chúng ta truyền côn qua háng, truyền côn qua cổ, truyền côn sau lưng, truyền côn ngang hông. Đó. Truyền côn ngang hông kết hợp số 0. Truyền côn sau lưng. Truyền côn ngửa tay. Đưa về kẹp nách. Mình xoay ngang nhé. Mình đánh chậm này. Truyền côn qua nách 2 lần. Truyền qua háng, truyền qua cổ, truyền côn sau thắt lưng, truyền côn ngang hông, truyền côn ngang hông kết hợp số 0, truyền côn sau lưng, truyền côn ngửa tay. Đó, chúng ta đưa về cái nách. Đó là clip thứ 11. Combo thứ 2. Chúc các bạn thành công.